Các bạn có muốn tập cho phần bắp tay săn chắc cứng cáp không? Đặc biệt là các bạn nam to, khỏe và hấp dẫn hơn đúng không nào? Rồi bây giờ đây chính là video 10 phút dành cho các bạn. Chúng ta sẽ có 6 bài tập dành cho phần bắp tay trước nè, bắp tay sau, cẳng tay. Mỗi bài chúng ta sẽ thực hiện 35 giây và 15 giây nghỉ. Sau hết 6 bài thì chúng ta sẽ nghỉ một tí và lặp lại thêm một lần nữa nha các bạn. Rồi bây giờ hãy chuẩn bị hai cục tạ đơn và bắt đầu chiến với nhau nào. Bài đầu tiên, chúng ta sẽ tập cho phần bắp tay trước nha mọi người. Với bài gọi là hammer curl, bài cuốn tay, búa, đưa lên, hạ xuống. Rồi, mình sẽ đứng yên cho các bạn thấy ha. Cố gắng cùi chỏ khép lại, mở ngực ra, giữ. Chỉ cẳng tay đưa lên và hạ xuống thôi. Lên thở, xuống hít vào. 3, 2, 1, bắt đầu nè. 35 giây, hạ xuống. Tiếp tục. Các bạn đưa lên giữ một tí, hạ xuống từ từ. Mặc dù tạ các bạn có thể là không quá nặng nhưng mà khi các bạn giữ hạ xuống sẽ rất là feel, cảm nhận tốt ha. Tiếp tục 10, 9, 8, 2, 1, rồi rất tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài hết đất tricep. Có nghĩa là các bạn có thể cầm tạ hoặc không cầm tạ cũng được. Rồi để ngang ha, cùi chỏ chúng ta sẽ khép sát vào thân. Ok. Rồi vẫn 35 giây thôi. 2, 1, xuống hít, đẩy. Cố lên. Năm, bốn. Rất tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại tập cho bài bắp tay nha mọi người. Lần này chúng ta sẽ cuộn bắp tay vào trong, đưa vô hạ xuống ha. Rồi, bốn, ba, hai, lên thở xuống hít. Rất tốt. Mười giây nữa. Bốn, ba, hai. Rất tốt. Rồi, bài tiếp theo chúng ta sẽ tập cho phần tay sau nha mọi người. Rồi, các bạn nhấc lên giữ ha, duỗi ra, xuống hít, lên thở ha. Các bạn có thể cầm hai cục hoặc một cục cũng được. Rồi, ví dụ mình cầm một cục. Rồi, bắt đầu. Hít, thở, duỗi. Rất tốt. Bạn nào khỏe thì các bạn có thể cầm hai cục đưa lên giữ. Cố lên mọi người, 10 giây nữa, 9, 8, 2, 1, rồi, rất tốt ha. Và tiếp theo, chúng ta sẽ tập cho phần cẳng tay nha mọi người. Đưa lên, hạ xuống. Các bạn chú ý ha, cái bài này nếu mà các bạn có tạ nhẹ thì cầm lại. Còn thôi, cố lên, lên thở, hạ xuống ha. Rồi, ấp lòng bàn tay xuống dưới. Rất tốt. Lên thở, xuống hít. Cái này thật sự là tập toàn bộ phần cánh tay của các bạn. Mười lăm, mười bốn. Cố lên nào, mười, chín, ba, hai, một, rồi. Rất tốt. Bài cuối cùng tập cho phần tay sau ha, chúng ta sẽ nghiêng rồi xong duỗi thẳng thu về ha các bạn. Rồi cố gắng bài cuối của vòng thứ nhất. 3, 2, 1 xuống gập, duỗi thẳng ra,
thô về. Trước tốt. Hai mươi giây nữa. Mười, chín, ba, hai. Rồi, rất tốt các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ 50 giây ha. Sau đó chúng ta sẽ làm thêm một vòng cuối. Rồi, các bạn cảm nhận tay như thế nào? Ổn đúng không? Nhớ nha, còn một vòng nữa thôi. Một hôm ok. Rồi, cố gắng. Nhớ các bạn cố gắng tập thêm những cái bộ phận khác ha. Còn video này chủ yếu là tập trung vào phần tay của các bạn thôi. Rồi, chúng ta có thêm 20 giây nghỉ ha. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại bài đầu tiên với hammer curl, từ lên hạ xuống ha. Rồi, cảm chân. Mình sẽ đứng lại gần mọi người. Rồi, chuẩn bị nào. 5, 4, hammer curl, 3, 2, lên, hạ xuống. Rất tốt. Cố lên. Tiếp tục các bạn. Rồi, rất tốt. Mỏi cả phần cánh tay, bắp tay và cẳng tay luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập cho phần tay sau ha. Bài hít đất tricep. Rồi, các bạn có thể làm trên đầu gối nếu các bạn muốn. Rồi, trên đầu gối thì ngực vẫn phải cắt ngang phần tay ha các bạn. Rồi, nếu mà các bạn vẫn còn sức, tay vẫn còn khỏe thì cố gắng tiếp tục. Cùi chỏ khép vào, xuống hít lên thở ha. Mười giây nữa. Ba, hai, một. Rồi, rất tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ đập bắp tay trước ha. Cuộn tay lại, hạ xuống. Rồi, cầm tạ lên nào, cầm tạ lên nào. Ba, hai, đưa lên, hạ xuống từ từ. Wow. Thật sự 10 phút này rất là áp phê cho phần tay của chúng ta đúng không? Cố lên, cố lên. Nếu mà các bạn cảm thấy nặng á, các bạn có thể làm chậm lại hoặc là dùng tay nhỏ hơn. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, rất tốt. Và tiếp theo chúng ta sẽ tập cho phần tay sau ha. Hạ xuống duỗi một cục hoặc hai cục đều được hết ha. Mình sẽ cố gắng tiếp tục hai cục luôn. 3, 2, đưa lên khởi đầu, giữ, gập, duỗi. Mọi người cảm nhận tay sau hay tay trước mọi người khỏe hơn? Bản thân mình thì cảm thấy tay sau mình khỏe hơn rất là nhiều ha. Chắc là đa số chúng ta, bản thân mình chúng ta tập ngực với vai nhiều cho nên tay sau của chúng ta khỏe. Cố lên. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Rồi. Cái bài tiếp theo thật sự là nó khá là khó ha. Bởi vì cái phần cẳng tay á, cơ nó nhỏ hơn. Nhớ ha, đưa lên, hạ xuống. Rồi. Ok, cố lên nào. 3, 2, đưa lên, hạ.
lòng bàn tay vẫn hướng xuống. Rất tốt. Thường mọi người nếu mà tập ở nhà nên có ít nhất là hai cặp tạ ha, một tạ nhẹ, một tạ nặng. Nữ ví dụ như là 1 kg, 3 kg, nam á thì có thể 2 kg, 4 kg hoặc là 6 kg, 8 kg cũng tốt. 5 4 3 2 1 rồi, bài cuối cùng rồi các bạn. Nghiêng ha, giữ lưng thẳng, duỗi thẳng về sau là chúng ta xong, kết thúc rồi. Cố lên, 4 3 2 1 rồi, bắt đầu. 35 giây cuối cùng. Lên các bạn. Duỗi giữ một tí, thu về. Tiếp tục cố lên, 5 giây cuối cùng của ngày hôm nay. 5, 4, 3, 2, xuất sắc. Oh my god. Rất tốt các bạn. Kiểm tra bắp tay căng phòng lên luôn rồi. Các bạn cảm nhận vậy không? Rồi chúng ta sẽ giãn cơ ha. Rồi, đứng lại. Rồi, đầu tiên ha, duỗi căng cẳng tay. Rồi, đổi bên ha các bạn. Rồi, tiếp theo kéo về phía sau, cho tay sau. Rồi, bây giờ chúng ta đổi bên ha. Ba, hai, một rồi. Lắc tay thả lỏng này. Rồi, chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong 10 phút tập cho phần bắp tay ha. Các bạn cho mình biết vào phần cảm nhận ở bên dưới và đừng quên bấm nút thích để ủng hộ video này ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tập luyện tiếp theo. Cố gắng giữ sức khỏe nhé.